Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại với kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Dôn. Bây giờ thì đang là 5 giờ sáng của ngày mùng 9 tháng 10 năm 2021. Vào tối qua thì một số người bạn, một số phóng viên có gửi cho tôi một cái link bài báo và muốn rằng là ôi Hoàng Dôn ơi, ông theo cái vụ drama làm gì cho nó mệt người. Ông hãy bình luận về cái tin tức này. Vị bộ trưởng của chúng ta, tân bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đã quay trở lại rồi đó, và cái tin tức này như thế nào thì chút nữa chúng ta sẽ vào. Trong clip này thì tôi cũng chẳng ngại ngần gì mà nói thẳng những cái nhận định của tôi về tân bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị. Thì đầu tiên chúng ta hãy qua để xem rằng là bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị là như thế nào nha các bác. Báo cáo các bác, trên tờ Thanh Niên vào lúc tối qua, nghĩa là khoảng 8 giờ tối, thì có một cái tin tức như thế này. Đó chính là Bộ trưởng Bộ Xây dựng làm tổ trưởng giải cứu doanh nghiệp người dân khó khăn vì Covid-19. Đó. Và Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị thì đảm nhận vị trí tổ trưởng tổ công tác đặc biệt về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Và theo quyết định thì Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị sẽ là tổ trưởng tổ công tác đặc biệt của Bộ Xây dựng về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng dịch Covid-19. Và Thứ trưởng Bộ Xây dựng là Bùi Hồng Minh là tổ phó thường trực tổ công tác đặc biệt này. Và các thành viên của tổ công tác đặc biệt là lãnh đạo các vụ pháp chế, quản lý doanh nghiệp, quy hoạch kiến trúc, vật liệu xây dựng v.v. Là những thành viên. Và quyết định trách nhiệm, nhiệm vụ của tổ công tác đặc biệt là chỉ đạo triển khai hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp theo các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng, chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, các ngành, địa phương, cơ quan liên quan, tích cực v.v. để nắm bắt trao đổi. Và bên cạnh đó thì sẽ chỉ đạo hướng dẫn đồng hành cùng doanh nghiệp trong tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm thực hiện phương châm và thích ứng an toàn, rồi linh hoạt, rồi kiểm soát có hiệu quả với dịch bệnh Covid-19 và tăng chủ động tự chủ và nâng cao, vân vân. Tổ công tác đặc biệt thì sẽ rà soát và cắt bỏ những thủ tục hành chính không cần thiết để không tạo ra giấy phép con làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Và theo quyết định của Bộ Xây dựng này, thì định kỳ hàng tháng hoặc cần thiết thì tổ công tác đặc biệt sẽ tổng hợp tình hình và vướng mắt các thứ nữa để đề xuất phương án giải quyết vượt thẩm quyền và báo cáo Thủ tướng xem xét và quyết định. Nôm na thì là câu chuyện như thế. Thế thì thứ nhất chúng ta nói về cái nội dung này trước nha các bác nhé. Chúng ta nhìn kỹ về cái nội dung này thì tôi thấy nó có một cái sự lập lờ. Một sự lập lờ ở đây là rất dễ gây hiểu nhầm. Vậy thì Bộ trưởng chúng ta, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị là tổ trưởng tổ công tác để giải cứu doanh nghiệp và người dân vì Covid-19 thì là thuộc tổ của Bộ Xây dựng hay là thuộc Chính phủ? Bởi vì Chính phủ báo cáo với các bác rằng có rất nhiều bộ ban ngành liên quan đến các doanh nghiệp, thì ngoài ra còn có Bộ Tài chính và đặc biệt là Bộ Công thương của anh Nguyễn Hồng Diên. Rồi rất nhiều bộ ngành khác về lĩnh vực nông nghiệp để giải cứu thì có Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Nhưng tôi chưa thấy một cái bài nào mà lại đưa ra cái kiểu như là lập lờ như thế này. Các bác nhìn kỹ một chút. Thứ nhất rằng là tổ trưởng tổ giải cứu doanh nghiệp người dân khó khăn vì Covid-19. Đó. Đây là bộ trưởng, đây cả cái chỗ này nữa. Đây tiêu đề nó đã như vậy rồi. Nhưng đến cả cái ví dụ như là vị trí tổ trưởng tổ công tác đặc biệt tháo gỡ doanh nghiệp người dân, và bộ trưởng thì là tổ trưởng, còn một thứ trưởng là Bùi Hồng Minh thì là tổ phó thường trực, rồi các vụ như thế nữa. Thế thì nghe như cái quyết định này thì báo cáo với các bác rằng là đây là cái tổ mà trong cái lĩnh vực hoạt động của mình nó không vượt quá thẩm quyền của Bộ Xây dựng, có nghĩa là chỉ liên quan đến Bộ Xây dựng thôi chứ đâu có phải là liên quan đến an sinh xã hội, liên quan đến mọi người đâu. Và dùng một cái tiêu đề, một cái tiết rất giật gân như thế thì các bác có thể thấy rằng là một cái tiêu đề như thế này là rất dễ gây hiểu lầm này. Tổ trưởng tổ giải cứu doanh nghiệp người dân gặp khó khăn vì Covid-19. Có nghĩa rằng là tất cả này để bên phía của Bộ Xây dựng thôi. Tôm lan như thế là các bác. Cho nên tôi nghi ngờ là có một cái gì đó ở đây khi mà báo chí đặt tiêu đề như vậy. Thì thứ nhất rằng là gây hiểu lầm và không biết ai phê duyệt cái điều này. Và không biết rằng là báo Thanh Niên để ai mà có một cái tiêu đề đó. Nó lạ lùng như thế. Đó. Các bộ ngành khác mà nghe cái tiêu đề kiểu này thì rất là buồn. Bởi vì nếu mà họ có làm thành công, ví dụ như là bên Bộ Công Thương hoặc là bên Bộ Nông nghiệp và Bộ Tài chính, mà họ có làm cái gì đó thì báo cáo với các bác rằng là họ cũng buồn chứ. Chúng tôi có làm chứ, chúng tôi cũng giải cứu doanh nghiệp chứ.
chúng tôi cũng giải cứu doanh nghiệp này, chúng tôi cũng giải cứu về của người dân vì Covid-19 chứ. Thế các bộ đều có cái công việc của riêng mình, dù muốn hay không muốn. Thì tổ công tác đặc biệt này tôi nghĩ rằng nó là đương nhiên của Bộ trưởng. Thực tế là Bộ Công Thương cũng đã có cái điều này từ trước rồi, tổ công tác đặc biệt liên quan tới tới việc giao thương hàng hóa rồi vân vân, đó kia trong lĩnh vực của mình. Thì Bộ Công Thương cũng đã có cái này trước lâu rồi, ngay trong dịch của thành phố Hồ Chí Minh đấy. Mặc dù có thể làm chưa ra đâu vào đâu, nhưng mà ít nhất là cũng có cái điều đó, chứ không phải là không có. Đấy là các bác có thể nhìn thấy rằng là câu chuyện về Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị ở đây á, là như thế nào. Và khi mà dịch vừa được kiểm soát thì một cái bài báo bảo có một cái gì đấy nó nâng người ta lên như thế này thì tôi cảm thấy nó lấn cấn và gợn gợn. Và ở đây á, tôi xin chia sẻ thành thật với các bác là nói về Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị thì tôi phải lấy một cái ví dụ như thế này. Đấy các bác nhé. Ví dụ vừa rồi á, là thành phố, nghĩa là về báo cáo với các bác rằng là về nói thế nào nhỉ? Trong hội nghị Trung ương 4 vừa rồi thì vừa kết thúc tốt đẹp, thì chúng ta đã có rất nhiều thứ, và đặc biệt nữa là Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng bây giờ có thêm chức năng tiêu cực vân vân. Và để nội hàm như thế thì có một cái clip rất là hay, clip rất hay VTC tổ chức, thì đây là một clip rất hay tôi xin chia sẻ với các bác. Đây rồi. Xin chia sẻ với các bác thế này, là đây là clip mà ở bên VTC tổ chức nha các bác. Ở trong clip này á, thì báo cáo với các bác rằng là có rất nhiều, bao gồm có nhà báo Nhị Lê này, bao gồm có tiến sĩ Tuấn này, đó, báo cáo các bác là thế, và giáo sư này. Đó, đây là Vĩnh Nguyên, là Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, là sếp trực tiếp của bà xã tôi đấy. Nhân đây thì tôi cũng muốn chia sẻ với các bác rằng là hỏi bà xã tôi là xem là tạp vụ hay là làm lễ tân ở Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, thì các bác nên hỏi nên hỏi giáo sư Tuấn này. Đó, và báo cáo với các bác rằng là giáo sư sẽ biết rõ luôn vì đây là sếp Viện Xây dựng Đảng, nguyên là Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng. Thì ở đây là cái bài phỏng vấn rất là hay, liên quan tới cái tiêu đề là không chỉ vùng cấm mà có vùng né, sân trước sân sau do VTC tổ chức, thì các bác nên tìm. Nhưng quay trở lại á, thì để tiêu đề cái việc này á, mà tại sao lại có một cái liên quan đến Nguyễn Thanh Nghị ở đây, thì là có ở chỗ này. Các bác nghe đoạn này một chút nha các bác. Ở đây. Thì trước tiên sẽ nguyên nhân hóa này. Về đạo đức đến hành vi, điều này dễ nhận diện. Tuy nhiên, nếu họ tha hóa về nhận thức, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối. Các bác có để ý một chút thế này, trong tất cả những cái tiêu cực à, thì để mà trong vào đó, thì trong clip này nói 4 cái để các bác có thể thấy, đó, gồm có chạy chức chạy quyền, gồm có bổ nhiệm người nhà, tạo điều kiện cho doanh nghiệp người nhà, rồi là có những cái hành vi tham nhũng, đó. Chúng ta ai cũng biết, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị là Bộ trưởng, đúng không ạ? Nhưng cũng là con của nguyên Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng. Và nói nôm na như thế này, cái cơ hội này ấy, các bác có thể thấy không phải rằng là tất cả con ông cháu cha đều là kém cỏi. Và các bác là thế, không phải tất cả con ông cháu cha đều là kém cỏi. Và rất nhiều người đã tài năng. Tôi lấy ví dụ như là ngay cả lĩnh vực nghệ thuật chẳng hạn. Đó, chúng ta có Đặng Thái Sơn, rồi chúng ta có thể thấy rằng là anh em nhà hai nhạc sĩ là Trần Tiến và Trần Hiếu, rồi các bác thể thấy cháu là Trần Thu Hà, rồi vân vân vân. Ngay cả trong lĩnh vực mà các bác có thể thấy rằng ngày xưa, tôi lấy ví dụ như là bộ trưởng bây giờ là thứ trưởng, bây giờ là phó thủ tướng đấy, ngày xưa là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và bây giờ là phó thủ tướng thường trực, là bác Phạm Bình Minh, cũng là con của cố Bộ trưởng Bộ Ngoại giao là Nguyễn Cơ Thạch, cũng là người rất là giỏi đó. Nhưng mà ở đây tôi cũng xin chia sẻ với các bác rằng là nói về Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị thì cũng không biết nói thế nào được, bởi vì Bộ trưởng thăng tiến quá nhanh, từ một phó hiệu trưởng, sau đó dần dần nhằng phát cái lên làm thứ trưởng. Trong quãng thời gian làm thứ trưởng thì báo cáo với các bác rằng là không biết rằng làm thế nào, sau đó lại chuyển về làm bí thư của Kiên Giang, các bác có thể thấy.
Và các bác có thể thấy rằng là bên Phú Quốc xảy ra rất là nhiều sai lầm, sai sót, sai lầm. Và ngay cả bản thân là Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị cũng đã từng bị kiểm điểm về những cái đó. Nôm na là các bác có thể nhìn vào đây. Có hẳn cái bài báo là bên phía của đây, bài báo này cũng khá là lâu rồi đây. Từ năm 2020 thì ông Nguyễn Thanh Nghị bị kiểm điểm do sai phạm về đất đai rất là nhiều. Các bác có thể tìm trên những bài báo rất nhiều những điều như vậy. Thế nhưng mà biết sao được, đó là cái hệ quả của thời trước. Thế chúng ta không thể nào mà hồi tố lại cái điều đó. Và tôi nghĩ rằng như thế này, bây giờ Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị là bộ trưởng đúng không ạ, mặc dù rằng là phải nói rằng là bộ trưởng kín tiếng nhất, tôi nghĩ rằng kín tiếng nhất từ trước tới nay, bởi vì quãng thời gian nhậm chức là cũng tương đối lâu rồi, nhưng mà hầu như là không thấy có một cái động thái gì của bộ trưởng cả. Những tin tức liên quan đến bộ trưởng đến mà gần đây nhất thì liên quan tới chuyến thăm Cuba, và trong đó thì có một sự kết hợp như là ký hợp tác cái thứ liên tân gì đó để tiếp tiếp với cả là chủ tịch của Cuba đấy, thì có đi thăm chuyến thăm Cuba và có ký một cái vân vân, mỗi thế thôi. Còn đâu là tôi chưa thấy một cái gì đó cho đến ngày hôm qua. Vậy thì tôi nghĩ thế này, dù sao á là dịch Covid đợt này cũng phơi bày ra rất nhiều những cán bộ lãnh đạo mà chúng ta xem rằng là có năng lực hay không có năng lực, bởi vì là bộ trưởng kín tiếng quá, bộ xây dựng cũng không thấy gì có gì cả, cho nên là cũng khó đánh giá được xem là có năng lực hay không có năng lực. Thế thì bây giờ là bộ trưởng là người mà đứng đầu cái tổ, nó gọi rằng là tổ công tác đặc biệt, nhưng mà của cái gì, của bộ xây dựng hay của chính phủ thì cũng phải nên rõ. Nếu mà của chính phủ thì tôi nghĩ rằng ok, nhưng mà tôi nhớ không nhầm thì bộ bên bên phần đó thì ví dụ như là phó thủ tướng Lê Văn Thành, Lê Minh Khái, còn rất nhiều phó thủ tướng ở trước đó nữa đấy, chứ đâu phải là một đâu. Nhưng bây giờ là tổ trưởng tổ công tác là của nào, của bộ hay là của chính phủ, thì tôi cũng nghĩ rằng là cũng nên phải rõ ràng cái điểm đó. Nhưng mà tôi nhìn qua cái việc này là tôi đoán là của bộ chứ không phải là của chính phủ, và cũng chờ xem rằng là đợt tới như thế nào đó nha. Dù sao thì cũng là thách thức và cũng là cơ hội nữa, tôi nghĩ rằng là cũng là cái cơ hội để mà lấy lại một chút niềm tin với người dân, với mọi người. Có nhiều câu chuyện đó, tôi nghĩ thế. Có những người ạ, người ta hết cơ hội để làm lại, để lấy lại niềm tin rồi. Các bác tưởng tượng vậy. Có những người ạ, bởi vì làm gì còn nhiệm kỳ nữa đâu mà lấy lại niềm tin trong mọi người, đúng không? Các bác cứ hướng nhìn vào Kiên Giang thì các bác thấy rằng làm gì mà có niềm tin nữa thì mà lấy lại, bởi vì hết cơ hội rồi. Thế nhưng tôi nghĩ rằng là với anh Nguyễn Thanh Nghị thì vẫn còn cái cơ hội để lấy lại cái niềm tin của người dân. Bởi vì tôi nghĩ rằng là hơn ai hết thì Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị là chắc chắn biết người dân nhìn gì vào gia đình mình hay là nhìn vào mình. Tôi nghĩ đơn giản như vậy thôi. Cảm ơn tất cả các bác, cảm ơn tất cả mọi người. Tôi chúc Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị sẽ thành công. Cảm ơn các bác.